À, vâng, xin kính chào toàn thể các anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với shop của em. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu cho toàn thể các anh em về một cái bộ quân phục. Đó là bộ dàn di lục quân, dàn di nano K17 nhé. Loại dàn di dã chiến dành cho tất cả các chiến sĩ và sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam nhé. Thì ở những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu đến toàn thể các anh em rồi. Cũng không còn lạ lẫm gì nhiều nữa khi mà em đã mặc trực tiếp cái bộ quần áo đấy, để cho anh em tham khảo về hình dáng cũng như là form dáng khi chúng ta mặc bộ quần áo lên. Thì cũng giới thiệu luôn cho anh em thì đây là cái bộ dàn di lục quân, dàn di dã chiến, dàn di nano K17 nhé. Hàng này là hàng của sĩ quan cấp phát. Hàng sĩ quan thì nó là hàng 6 túi nha anh em nhé. Quần 2 túi và áo là 4 túi. Anh em lưu tâm hộ em như vậy. Và nhấn mạnh luôn cho anh em đây là hàng chuẩn zin nhé. Hàng cấp phát chứ không phải là hàng fake, hàng may ở ngoài chợ nhé. Nếu anh em quan tâm và anh em biết đến em ấy thì và anh em có nhu cầu thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai đầu số điện thoại bên dưới nhé. Em tên là Thọ thì sẽ đầy đủ kích cỡ cho anh em từ số 3 cho đến số 6, từ những anh em nào nhỏ người cho đến những anh em nào có to đẹp trai đều có đủ kích cỡ. Và cái mẫu K17 này, cái loại dàn di nano dàn di lục quân này ấy, thì nó là cái mẫu mới. K17 thì nó là kiểu và sản xuất năm 2017 nhé anh em nhé. Là cái mẫu mới vẫn đang thông dụng và sử dụng đến thời điểm bây giờ. Về sau này thì nó có thay đổi quân phục như thế nào thì cái đấy là về bên phần quân đội người ta tiếp tục tiến triển. Còn cái mẫu này thì hiện tại vẫn đang sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội nhé. Tất cả các đơn vị trực thuộc trừ những cái đơn vị đặc thù ra thì người ta sử dụng cái bộ quân phục riêng của họ. Còn đối với lục quân thì người ta sử dụng cái bộ này nhé, bộ dàn di nano này, cái loại dàn di cái tính màu, cái tông màu ngụy trang rất là hay, đó là cái màu ngụy trang và rừng già như này, anh em có thể nhìn thấy này, cái tông màu của nó chủ yếu là màu xanh, màu nâu và màu vàng, rất phù hợp cho anh em là thích những cái tông màu ngụy trang như này, mặc đi chơi, mặc đi làm rất là thoải mái. Bởi sao ạ? Bởi vì cái chất vải của nó cực là tốt nhé. Đó, cái chất vải của nó cực kỳ tốt, dai, mềm, thoáng. Đấy. Mềm nhưng mà lại rất dai, thoáng, mặc rất là lì. Đó. Anh em lưu tâm như vậy. Bởi vì hàng đây là hàng cấp phát zin của quân đội chứ không phải là hàng trôi nổi ngoài thị trường. Nên anh em lưu tâm như vậy. Và cái số lượng hàng này thì nó cũng không phải lúc nào cũng sẵn đâu. Đó. Nó tùy từng thời điểm nhé. Nên em xin phép không báo giá công khai được. Nếu mà nhập rẻ thì sẽ bán rẻ. Còn nếu mà nhập đắt thì sẽ bán đắt. Bởi vì cái hàng này thì nó cũng không phải là may theo thị trường được, ông muốn đặt bao nhiêu thì được. Cái này là hàng cấp phát đấy. Họ dư ra một chút thì họ để lại cho mình. Đấy. Đây thì cũng giới thiệu chi tiết luôn. Còn đây là cái mũ mềm này. Mũ mềm của K17 nhá anh em nhé. Mũ mềm rất là mềm luôn. Đó. Anh em đấy, này túm gọn và nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi, xinh xinh như này thôi. Nhưng mà rất là đẹp, rất phù hợp cho chúng ta mua về sử dụng hoặc là mua làm quà biếu này. Khi mà anh em mua mũ thì anh em sẽ tặng được một ngôi sao này nhé, rất là đẹp luôn. Đó, gắn vào đội nhìn rất là đẹp. Còn đây là bộ quần áo này thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em luôn. Nhìn qua đây, đây nhìn gần anh em thấy chất vải không? Cái sống vải cũng như là cái mắt vải nó rất là rõ. Bởi vì sao? Chất vải nó dày nhá, chất vải nó dày và nó mềm này, nó trơn bóng luôn nhá. Đây là loại sĩ quan. Đây là hàng sĩ quan cấp phát. Đây các bác nhìn này. Đây là phù hiệu quyết thắng này. Đó, phù hiệu quyết thắng này. Còn bên này vần vần cánh tay thì luôn luôn là phù hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam nhé. Tùy từng đơn vị nhé. Tùy từng đơn vị. Và cái phù hiệu quyết thắng này cũng tùy từ đơn vị này. Đây cái này, hàng này hàng của lục quân thì nó chung một cái phù hiệu quyết thắng như này nhé. Đây, hàng zin thì nó khác nha anh em nhé. Ở cái túi này hàng zin bao giờ cũng có một cái lỗ gài bút đây. Đấy, lỗ gài bút hàng của sĩ quan. Hàng fake thì nhìn nó xấu lắm. Hàng fake nó màu nó nhợt nhạt và nó cứng ơi là cứng luôn. Đó. Nên anh em rất là cẩn trọng khi mua nhé. Anh em mua ở bên ngoài, ví dụ không biết đến shop em, mua ở bên ngoài thì anh em phải cẩn trọng, anh em phải có kiến thức. Nếu không thì anh em sẽ bị mất tiền oan đấy. Đây miếng dán này, để ghi tên vào đây. Và đây là hàng của sĩ quan nên nó có 6 túi nha anh em nhé. Đây hai túi trên ngực này và hai túi phần bụng đấy. Đấy mọi người nhìn thấy rõ. Hai túi phần bụng nhé. Đó. Cái màu ngụy trang này là màu dàn di nano. Sắp tới này thì không biết là người ta có thay thế bằng cái loại dàn di digital hay không, nhưng mà
Cái đấy là màu digital chứ cũng không phải là màu dần gì. Đấy. Màu kỹ thuật số, nhưng mà em thấy cái màu đấy thì nhìn nó cũng hay hay, nhưng mà nhìn nó không cá tính bằng cái loại dần gì này. Quần thì nó cũng quần đây anh em này. Vẫn luôn luôn là cái phần nới cao được cải tiến bằng cái kiểu dáng kiểu thắt lưng. Đó. Chúng ta mở ra và chúng ta di chuyển từ đây, di chuyển rất thoải mái. Đây, nếu mà bụng chúng ta nhỏ thì chúng ta thu lại, còn bụng chúng to thì chúng ta to thì chúng ta nới dần lên. Ví dụ như anh nào bụng bia dần dần ấy, thì chúng ta có thể là cho nó to ra. Đó. Thì mặc nó sẽ thoải mái hơn nhé. Vẫn có con đĩa, vẫn có con đĩa để chúng ta đeo thắt lưng ra đây. Thoải mái. Đó. À, cái loại này thì nó thay thế bằng khóa rồi nha anh em nhé. Kéo khóa cho nó tiện, cho nó nhanh. Còn những cái mẫu khác ấy thì người ta vẫn dùng cúc, nó chắc hơn, nó không hay bị hỏng khóa. À, và quần này thì cũng dưới này vẫn có hai túi nha anh em nhé. Hai túi này. Và trong quần của nó, gấu thì vẫn có khuy chít gấu nhé. Và trong quần thì vẫn có đai để cố định cúc, có nghĩa là khi mà chúng ta vặn quần lên thì chúng ta vẫn có cái đai này để vặn quần lên cho nó tiện. Và phần áo cũng vậy, riêng hàng sĩ quan là nó hàng sĩ quan thì người ta trau chuốt hơn rất là nhiều. Đó, đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Đó, anh lưu tâm của em như vậy. Thì cũng là một cái video ngắn thôi, giới thiệu cho toàn thể các anh em về cái mẫu dàn di nano, dàn di lục quân K17 này. Hàng thì đang sẵn nhé, đầy đủ số từ số 3 cho đến số 6. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai đầu số điện thoại nhé. Thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.